các vườn sầu riêng Đông Nam Bộ đang vào giai đoạn sau thu hoạch. Nhà vườn cần lưu ý gì trong khâu chăm bón để vườn cây nhanh phục hồi, chuẩn bị tốt cho niên vụ mới? Những nội dung này sẽ có trong chương trình hôm nay với phần tư vấn cụ thể của giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bảo Vệ. Kính chào quý vị khán giả và bà con nông dân. Như thường lệ, những thông tin cập nhật trong tuần của ngành nông nghiệp sẽ được mở đầu chuyên mục Nhà nông và thị trường hôm nay. Mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Tính đến hết tháng 6 năm 2024, Việt Nam xuất khẩu được hơn 44.500 tấn quế, với tổng kim ngạch xuất khẩu đạt gần 127 triệu đô la Mỹ so với cùng kỳ năm 2023. Lượng xuất khẩu tăng 3,9%, tuy nhiên kim ngạch giảm 1,8%. Ấn Độ là thị trường xuất khẩu chính của quế Việt Nam, chiếm 33,5%, đạt 15.040 tấn. Mỗi năm Ấn Độ nhập khẩu khoảng 11 đến 12 triệu tấn gia vị. Trong đó Việt Nam là quốc gia cung cấp mặt hàng quế lớn nhất cho thị trường này. Tuần này ghi nhận giá sầu riêng tại Tây Nam Bộ, Đông Nam Bộ và Tây Nguyên nhiều thời điểm tăng vọt, đạt mức hơn 100.000 đồng một ký do lực hút xuất khẩu tăng mạnh. Theo đó, so với cách đây nửa tháng, giá sầu riêng Mon Thong tăng hơn 20.000 đồng một ký, còn sầu riêng Ri 6 tăng 3.000 đồng đến 4.000 đồng một ký. Giá sầu riêng đang tăng mạnh là do đứt lứa. Hiện vùng trồng Đông Nam Bộ đang cuối mùa. Sầu riêng Tây Nguyên thì mới vào đầu vụ nên sản lượng sụt giảm, đẩy giá tăng cao. Ngoài ra, do năm nay hạn hán, sầu riêng bị mất mùa. Tỷ lệ trái đạt loại 1 và 2 ít hơn các năm, dẫn đến giá sầu riêng đạt chuẩn xuất khẩu ở mức cao. Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa cho phép sử dụng tên địa danh Đam Rông và xác nhận bản đồ khu vực địa lý để đăng ký nhãn hiệu tập thể sầu riêng Đam Rông, dứa mật Đam Rông và địa danh Đạ Hoai để đăng ký nhãn hiệu tập thể hạt điều Đạ Hoai. Thưa quý vị khán giả, thưa bà con nông dân, sau khi chính thức được xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Trung Quốc, sầu riêng hiện là mặt hàng dẫn đầu kim ngạch trong nhóm rau quả xuất khẩu. Điều này mở ra nhiều cơ hội cho người trồng. Trong chương trình ngày hôm nay, mời quý vị cùng chúng tôi đến thăm các vườn sầu riêng đang vào giai đoạn sau thu hoạch ở vùng Đông Nam Bộ để cùng tìm hiểu cách bà con nơi đây chăm sóc phục hồi vườn cây chuẩn bị cho niên vụ mới. Mời quý vị cùng theo dõi. Hợp tác xã sầu riêng Chôm Chôm Lạc Sơn, xã Quang Trung, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai có diện tích khoảng 100 hectare, trong đó 80 hectare chuyên canh sầu riêng, hầu hết nhà vườn đều nắm vững quy trình canh tác. Thời gian này, bà con đang tất bật cho các công việc phục hồi cây sau thu hoạch. Là một trong những hộ đi đầu trong việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, lắp đặt hệ thống cải tiến phun sương tự động trên cao, từ 1 pet phun ban đầu phát triển lên 4-5 pet phun phủ khắp toàn ngọn cây sầu riêng, đã giúp cứu nguy cho vườn sầu riêng gần 2 hecta của gia đình bà Nguyễn Thị Trinh, tránh được những thiệt hại lớn trong đợt nắng nóng kéo dài của mùa khô năm 2024 vừa qua. Giúp vườn sầu riêng đạt năng suất cao và cây vẫn giữ được bộ lá khỏe sau thu hoạch. Giờ theo công nghệ cao á, tưới giờ tưới bằng bét không? Tưới cũng bằng bét rồi mà xịt cũng bằng bét luôn. Cho nên mình chỉ theo dõi rồi mình coi cây nào nó yếu mình bỏ thêm thôi. Cho nên cây nó đều cũng không có, nói chung là cây cũng tốt, ăn xong là cây vẫn tốt. Đó, sau khi thu hoạch rồi mình bỏ NPK. Đó, nó có chất đạm nhiều, cây nó sung, nó xanh. Rồi mình bỏ phân hữu cơ vô nữa. Nói chung là bỏ cũng mấy đợt á. Bỏ mạnh vô, rồi xịt nấm sâu rầy, rửa vườn cái xịt nấm sâu rầy vô, là cứ vậy mà mình làm tới. Là vùng đất của cây ăn trái, chỉ tính riêng huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai, có khoảng 1.200 hecta sầu riêng chuyên canh và xen canh. Hầu hết các vùng trồng nơi đây đều canh tác theo tiêu chuẩn Việt Gáp và hữu cơ, hướng đến việc xây dựng mã vùng trồng đáp ứng tiêu chuẩn của thị trường xuất khẩu. Và thời điểm này, khi cây sầu riêng bước vào giai đoạn cần phục hồi sau thu hoạch, các loại phân bón gốc, bón lá
và bảo vệ thực vật đạt tiêu chuẩn an toàn, hiệu quả, giúp bộ rễ sầu riêng khỏe, thúc đẩy ra rễ mạnh, tăng khả năng ra hoa và đậu trái, là những sản phẩm được nhà vườn ưu tiên sử dụng. Bên hợp tác xã cũng có cái quy trình là chăm sóc sau thu hoạch. Khoảng gần thu hoạch xong á thì một số cây nó sẽ đi đọt, mà mình không giữ á thì nó lại cái đọt nó bị hư, nó sẽ còn cái chìa không đó. Lúc đó mà sau này mình thu hoạch xong á là cái đọt đó nó sẽ bị yếu, nó ra nó không đủ dinh dưỡng, thì cái đọt nó bị tổn thương rồi thì nó ra lá sẽ không đẹp như những lá bình thường đó. Là trong cái giai đoạn đó nếu mà được á thì mình nên là xịt thuốc rầy thôi, không nên xịt thuốc dưỡng rầy để mình giữ lá thôi, tại vì xịt dưỡng nó sẽ đọt nó đi mạnh quá thì mình cũng sợ ảnh hưởng tới cái chất lượng của trái sầu riêng. Thời điểm đó là mình phun gọi là phun ngoài thôi, ngoài tàn thôi chứ mình không phun trong đó, là để mình giữ những cái đọt đó. Cái thuốc đó có trong danh mục cho phép hết. Tại bản thân hợp tác xã cũng đang theo hướng Việt Gáp á, một số sản phẩm danh mục của thứ hai là đăng ký mẫu vùng trồng thì mình xài theo cái thuốc của người ta, đúng cái những cái thuốc đó. Hội huyện ủy, ủy ban huyện cũng chỉ đạo và tỉnh cũng chỉ đạo rất là nhiều những vấn đề là làm sao cho bà con ổn định sản xuất sầu riêng, tránh chúng ta nóng vội rồi sản xuất sầu riêng không đạt chất lượng, từ đó chúng ta khó quá trình xuất khẩu và có thị trường khó tính. Thì thị trường chúa hiện nay là thị trường bắt đầu là rất khó tính, như vừa qua là phát hiện rất nhiều trường hợp là sử dụng thuốc bảo vệ thực vật có hàm lượng cadmium rất là cao, từ đó là ảnh hưởng xuất khẩu. Thì chúng tôi khuyến cáo cho bà con sử dụng cái vật tư nông nghiệp làm sao đó nó đảm bảo an toàn theo quy chuẩn của Trung Quốc, rồi bên cạnh đó là áp dụng khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất, đặc biệt là làm sao đó hạn chế nhất các loại bệnh như là bệnh nấm, là các loại bệnh cho cái sầu riêng phát triển tốt hơn, đặc biệt là tập trung cho sản xuất hữu cơ và sản xuất hữu cơ để giúp cho cái cải tạo đất rồi cải tạo cái môi trường sống của người dân nông thôn hiện nay. Theo các nhà khoa học, sau thu hoạch, công việc nhà vườn nên thực hiện là rửa vườn, tỉa cành, sửa tán và bón phân phục hồi cho cây sầu riêng. Với việc tỉa cành nhánh, sẽ có 7 vị trí cần tỉa gồm: 1. Chồi đang chéo, 2. Chồi mọc vào trong, 3. Chồi vượt, 4. Chồi ngã ba, 5. Chồi mọc xuống, 6. Chồi mọc song song, 7. Chồi gốc. Và việc tỉa này chỉ nên thực hiện sau khi thu hoạch trái từ 7 đến 10 ngày, hoặc chậm nhất là nửa tháng để cây có đủ thời gian hồi phục sức khỏe. Bên cạnh đó, cần chú ý, sau khi tỉa cành, những vết cắt có đường kính trên 1-2cm cần được quét sơn vôi hoặc thuốc trừ nấm hay dùng băng keo ni lông bịt vết cắt sao cho không thấm nước. Sau mỗi lần cắt dọn vệ sinh cành, nhánh đã cắt để hạn chế mầm bệnh phát tán, có thể dùng vôi bọt pha nước quét lên thân cây từ mặt đất đến khoảng 1 mét. Sau khi tỉa cành, để cây mau phục sức, ra cành lá mới chuẩn bị cho vụ tiếp theo, nhà vườn chú ý cần bón phân hữu cơ kết hợp NPK hợp lý. Nhất là vùng Đông Nam Bộ, nhiều khu vực đất xám, nghèo dinh dưỡng, việc bổ sung hữu cơ hàng năm rất quan trọng giúp cải tạo đất và tăng khả năng hấp thụ phân khoáng. Cụ thể, bà con có thể bón phân chuồng hoai mục hoặc phân bón hữu cơ đầu trâu organic đa dụng hay hữu cơ đầu trâu HCMK8 với 18% hữu cơ và các chất vi lượng cùng vi khuẩn đối kháng Pseudomonas sẽ giúp ngăn ngừa nấm, Phytophthora hại rễ sầu riêng, đồng thời tạo bộ rễ khỏe, phục hồi bộ rễ, thúc đẩy ra rễ mạnh, tăng khả năng ra hoa và đầu trái. Với phân NPK, bà con sử dụng phân đầu trâu AT1 để bón với liều lượng từ 1,5 đến 2,5 kg trên một cây, hoặc phân NPK đầu trâu 20-20-15 TE, tùy theo tuổi cây và năng suất vụ trước. Riêng với những cây sinh trưởng kém có thể bổ sung thêm 0,2 đến 0,4 kg trên một cây phân đạm vàng đầu trâu 46A+, hoặc tưới phân đạm cá đầu trâu Organic NutriGreen và phun thêm phân bón lá cho cây. Khi bón nên bón theo tán cây và nên tạo rãnh để bón, vừa giúp cây hấp thu hiệu quả mà lại hạn chế việc thất thoát phân. Lưu ý, vùng đất Đông Nam Bộ tuy ở địa thế cao, dù vậy thực tế canh tác cũng nhiều nơi tình trạng cây sầu riêng bị úng cục bộ ảnh hưởng sự sinh trưởng của cây. Vì vậy, nhà vườn cần làm rãnh thoát nước để tránh tình trạng này, nhất là vào giai đoạn tháng 8, tháng 9 hàng năm thường xuất hiện mưa dầm.
Thưa quý vị khán giả, thưa bà con nông dân, việc hiểu rõ sinh lý cây sầu riêng, nhất là vai trò của phân bón trong việc cung cấp dưỡng chất sẽ giúp cây phát triển tốt. Và để cây sầu riêng có thể hồi phục tốt, khỏe mạnh bền vững, nhà vườn cần có một chế độ chăm bón sau thu hoạch hợp lý. Những tư vấn cụ thể của giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bảo Vệ, mời quý vị cùng theo dõi. Sau khi bà con cắt cành, sửa tán rồi, thì bà con bón cho nó một cái đợt phân để cho nó ra đọt. Thì bà con biết là cái phân mà bón xuống dưới rễ để mà hỗ trợ cho cái cây ra đọt thì cái loại phân nó phải có cái hàm lượng đạm cao cũng như là cái chất lanh. Còn cái kali thì lúc này thì chúng ta bón ít thôi. Thì để cho bà con dễ sử dụng đó, thì các cái nhà sản xuất phân bón người ta có làm ra những cái loại phân chuyên dùng cho cây ăn trái, cho cây sầu riêng của mình. Thì tôi biết là bên công ty phân bón Bình Điền á, có một cái loại phân chuyên dùng, đó là phân đầu trâu AT1. AT có nghĩa là ăn trái, 1 có nghĩa là bón ở cái lần thứ nhất sau khi thu hoạch trái. Nếu mà trong trường hợp mà cái nơi của mình đó mà chưa có thể tìm được cái phân đầu trâu AT1 thì bà con cũng có thể sử dụng cái phân mà đầu trâu 20-15 TE. Đó thì bà con cũng có thể sử dụng cái loại phân này. Thì ở trong đó thì có một số cái chất trung vi lượng người ta cũng đã có thêm ở trong đó rồi. Nói chung là cũng khá là cân đối, nên bà con cũng yên tâm trong cái vấn đề là bổ sung các cái chất trung vi lượng. Nhưng mà đặc biệt là đối với những cái vườn sầu riêng mà trên cái vùng đất mà nhất là ở miền Đông Nam Bộ thì đất này mình gọi là cái đất xám mặt màu, nó cũng có nhiều. Mà cái đất này thì bà con biết là nó khá là nghèo hữu cơ. Nên chúng tôi đề nghị là bà con hàng năm cũng nên bón phân chuồng. Nếu mà có phân chuồng thì quá tốt. Hay là cái phân mà gọi là hữu cơ mà bà con có được ở tại địa phương đó, thì mình có thể tự bón với một cái liều lượng là khoảng 20 cho tới 30 ký cho một gốc. Còn nếu mà tại địa phương bà con không có tự làm được cái phân hữu cơ cho mình á, thì mình cũng có thể sử dụng phân organic đa dụng. Thì với cái loại phân này thì bà con có thể bón vào khoảng từ 8 ký cho tới 15 ký cho một gốc, tùy vào cái tuổi cây. Và cái cách bón đó thì chúng tôi có một số nơi tôi thấy bà con mình bón chưa có được đúng. Bà con cứ là rải đều lên trên mặt đất như vậy, cả phân vô cơ, phân hữu cơ bà con rải lên trên cái mặt đất như vậy, thì vào cái điều kiện là mùa mưa như thế này, thời tiết mưa như thế này, nếu mà bà con mà rải khơi ở trên mặt đất thì mưa nó có thể cuốn cái phân đó trôi đi. Như vậy là chúng ta bị thất thoát. Nên trước khi bón, bà con nên xới sáo nhẹ. Nếu mà chúng ta trồng hai hàng như thế này đó, thì bà con có thể là làm một cái xới một cái rãnh, không phải một cái rãnh mà một cái đường băng ở giữa hai hàng, bề ngang vào khoảng cỡ chừng 5 tấc như thế này. Còn nếu như mà cái khoảng cách giữa các cây nó thưa thì bà con có thể xới một cái băng theo cái hình chiếu của cái tán cây xuống đó. Cái băng đó vào khoảng cũng chỉ 5 tấc đi dọc. Hoặc là bà con cũng có thể là nếu mà hai hàng thì bà con bón làm một cái băng ở giữa hai hàng đó, và khoảng cách giữa hai cây thì cũng có một cái băng ngang. Thì bà con làm xong cái xới sáo nhẹ cái lớp đất mặt, rồi bà con bón phân vào trong cái băng đó, rồi chúng ta lấp đất lại. Thì như vậy thì bà con thấy là khi mình xới sáo nhẹ như vậy, mình đưa phân vào trong đó thì có mưa xuống á, thì nó sẽ ngấm xuống dưới, nó hạn chế cái việc là chảy tràn mất phân của mình. Tôi vẫn khuyến cáo bà con nên cố gắng đánh những cái rãnh nước ở trong cái vườn sầu riêng của mình. Nó sẽ tốt cho cái cây sầu riêng của mình, cái việc mà bón phân để cho nó hấp thụ. Bởi vì cái rễ của nó mà khi bị uống nước thì nó không bón phân, nó cũng không hấp thụ được cái dinh dưỡng. Thì như vậy là
cái tàn lá ở bên trên không thể nào nó phát triển tốt được. Thưa quý vị khán giả, thưa bà con nông dân, tiếp theo sẽ là thời lượng dành cho tiểu mục Alo Canh Tác Thông Minh. Nói chung lan ấy, thì mình cũng không biết là anh Tường chơi loại lan gì, nhưng mà có thể kể này, lan hiện nay thì có Dendrobium, có Vũ Nữ, có Hồ Điệp, có Địa Lan, có Văng Đa, rất nhiều loại. Thường là những loại mà Hồ Điệp hay là Văng Đa hay là Vũ Nữ thì khó ra hoa hơn so với Dendrobium. Thường Dendrobium thì người ta chơi nhiều hơn, nó phổ thông hơn và nó dễ ra hoa hơn. Thế về chăm sóc ấy thì người ta có thể chăm sóc cho ra hoa trong mọi lúc, mọi nơi ở trong năm. Nhưng mà những người mà chơi hoa lan ấy thì người ta lại thích ra hoa vào dịp Tết. Nếu mà ra hoa vào dịp Tết thì Dendrobium thì sẽ phải chăm sóc ngay từ tháng 10, tháng 11 để cho nó ra hoa kịp. Còn tất cả những Hồ Điệp hay là Địa Lan hay Văng Đa đấy thì đều phải chăm sóc từ sớm. Nhìn chung là nguyên tắc của nó như này: khi mà cây nó trưởng thành rồi, nó đủ sinh trưởng rồi, nó đủ tuổi trưởng thành rồi thì mới có thể ra hoa được. Và khi ra hoa thì có hai cái yếu tố mà phải tác động tới. Thứ nhất là họ phải xiết nước, nghĩa là không phải là thường xuyên tưới, lúc nào ẩm cũng không tốt mà nó phải có cái một giai đoạn tương đối khô hạn, gọi là xiết nước một chút. Và thứ hai là bón nhiều phân lân. Hiện nay thì nếu sản phẩm của nông nghiệp đô thị đấy thì chúng ta phải nói đến là có những công ty như này, công ty Bình Điền Mekong, họ cũng có rất nhiều những sản phẩm cả bón lá, cả bón rễ cho hoa lan. Ngoài ra một cái sản phẩm nữa là Nano Silic, nó cũng kết hợp là nuôi dưỡng hoa rất tốt. Và lan ánh sáng không được dập quá, không được tối quá, mà phải là ánh sáng từ ánh sáng mặt trời, mà mình chỉ che lưới để giảm cường độ ánh sáng thôi. Đấy là một vài yếu tố anh phải chú ý. Tôi canh tác 2 hecta sầu riêng ri sấu và thái. Hàng năm tôi thu hoạch sầu riêng và bổ sung dinh dưỡng cho cây sầu riêng sau thu hoạch vào tháng 8. Tôi sử dụng phân hữu cơ và phân NPK có hàm lượng ure cao để dưỡng lại cây sau khi cắt lại tàn. Tuy nhiên, cây hay xuất hiện hiện tượng rụng lá và suy cây. Nhờ chương trình tư vấn giúp chế độ dinh dưỡng cho cây sầu riêng sau thu hoạch, xin chân thành cảm ơn. Giải đáp câu hỏi tuần trước, bón phân cho rau ăn lá cần bón lót nhiều phân hữu cơ và bón phân đạm giai đoạn sớm. Xin chúc mừng khán giả Nguyễn Lê Tá, tỉnh Trà Vinh đã nhắn tin trả lời nhanh nhất với đúng đáp án B của câu hỏi. Phần quà một cạc điện thoại trị giá 200.000 đồng sẽ được chương trình gửi đến bạn. Câu hỏi tuần này, sau khi thu hoạch sầu riêng cần bón công thức NPK nào để giúp cây sầu riêng hồi phục? A. Đầu trâu AT1, B. Đầu trâu 16-16-86STE, C. Đầu trâu mùa mưa. Mọi thứ tự thắc mắc và góp ý, quý vị và bà con nông dân gửi về hộp thư canh tác thông minh vtv9@gmail.com hoặc canh tác thông minh @bìnhđiền.com hoặc tổng đài 084-3968-777. Quý vị khán giả có thể xem lại chương trình trên website vtv9.com.vn hoặc kênh YouTube Canh tác thông minh VTV9 hoặc V9 Online. Và chúng tôi xin được chân thành cảm ơn Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền đã đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Cây chuối trồng trên vùng đất Đông Nam Bộ cần chế độ chăm bón ra sao để đạt hiệu quả cao nhất về năng suất và chất lượng? Những nội dung này sẽ có trong chương trình Canh tác thông minh phát sóng ngày 21 tháng 7 năm 2024.